Rồi, mình chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ là cũng hơn 3:30 chiều rồi mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ đi đặt bẫy chuột nha mọi người. Thì mồi của mình mà mồi màng của mình thì cũng vậy thôi mọi người. Thì cũng lúa với chuối vậy thôi. Rồi, bắt đầu mình chuẩn bị đặt nha mọi người. Đây, mình vừa dẹp cỏ ở đây mình thấy nó có bươi đất nè mọi người. Mình đặt lên cái nha. Rồi mình đã đặt xong cái rồi nè mọi người. Mình đặt lúa vậy thôi. Rồi đi tiếp anh em ơi. Rồi cái thứ hai mình đã đặt xong rồi anh em ơi. Dòng cho lúa vô nữa là ok nha. Rồi chờ kết quả sáng mai nha anh em. Trong đây mình có một cái nha anh em. Tình hình như thế nào? Một con chuột vàng nữa. Kẹt cái đuôi hả? Không sập luôn mới ghê nè. Trời ơi, vô chuột vàng không. Một con chuột vàng. Đây có hai cái. Cái con gì đây? Đấy, nhìn tơ. Rồi đi tiếp anh em ơi. Trời ơi, chuột vàng. Nó khổ nằm thấy thương không? Có tài thiệt. Vàng nữa. Có tài thiệt chứ. Vàng đâu mà nhiều dữ vậy ta? Vàng nữa anh em ơi. Rồi ly khúc luôn. Tiếp tục đây con cái nè anh em ơi. Con gì đây? Rồi chuột vàng. Chuột vàng. Đây một cái nữa nè. Nhum. Rồi vàng luôn. Vàng luôn nằm chiều queo. Lộ ra bên cái mương đấy. Một cái nữa nè mày. Nhùm coi. Rồi vàng luôn. Này. Đại ca vàng. Vàng liên khúc rồi nè. Nhùm đi. Nhùm đi. Nó vậy đi. Nhìn nhìn đen đen rồi chứ. Tơ nè mày. Cũng tơ thôi. Lớn hơn chục riêng chút thôi.
lớn hơn con kia hả? Cái gì đây? Trời ơi, cho quỷ rắn ông ơi. Cái rắn thì ngon nữa, vô luôn. Đang kiếm chục quỷ rắn mà. Này chắc lớt. Nó bươi coi nè. Ngắt bét cái chân luôn. Nhum đi. Nó. Phải có nhum chứ. Vô. Đây con cái nữa anh em ơi. Trời ơi. Vàng nữa. Bị rắn luôn. Sập luôn. Rồi vàng nữa. Vàng. Vô. Vàng qua vậy nè. Vàng hoài không biết mắc cỡ hả mày. Rồi chuột rắn nữa. Gung ghênh gung ghênh. Ít ra thì cũng vậy mà hai con chuột cơm chứ. Còn qua khu bên kia anh em ơi. Con gì đây? Nó dây mới được chứ. Cho ba lứa vô mới được. Vô. Gì đây? Ờ giùm con ông nội. Thả luôn anh em ơi. Đi đi. Vô chịu chạy nữa hả? Trời ơi nữa. Này ca. Không thả nữa. Ra nó. Khu này là khu rừng nha anh em. Không có ai trồng gì chơi, mình thả nha anh em. Bự giùm cái đi. Nó mới bự mà được chứ. Nó nhỏ không chết tôi. Như đằng kia mình còn cái nữa nè. Đây cái gì đây? Con gì mà nó vui về đây? Vô kiểu này thì chỉ có chục vàng thôi. Rồi cái cuối cùng nữa anh em ơi. Dính không dính thì cũng là xong luôn rồi đó. Rồi chất lớp luôn rồi. Ngon dê đây mà chất lớp. Thì mình cũng đã thăm bẫy về rồi anh em ơi. Thì hôm nay thì trúng nha anh em. Tổng cộng mình có 24 cái bẫy nha. Thì bữa nay trúng là 9 con cống nhung nha anh em. Chính cũng dùm với 70 vàng. Tổng cộng là dính 16 con anh em ơi. 24 cái. Rồi video mình cũng đây cũng kết thúc luôn mọi người. Giờ mình vô giao chuột, vô lồng của mình đi giao mọi người. Thì hôm nay chắc cũng được cái gần 7 kg mọi người. Rồi bye bye mọi người nha. Mọi người thấy hay cho lượt like đăng ký nha. Rồi bye bye mọi người.